nam em tiếp tục có một hành động gây tranh cãi khi được cho là hành xử thiếu thân thiện, phớt lờ người hâm mộ lớn tuổi. Khoảnh khắc này ngay sau đó đã được đăng tải và cô nhận về nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Mới đây, tại một sự kiện ở Cần Thơ, nam em đã góp mặt và nhận được sự đón tiếp nhiệt tình từ người hâm mộ. Tuy nhiên, khi có một người hâm mộ lớn tuổi lại gần, nữ ca sĩ đã tỏ thái độ phớt lờ và máy quay đã bắt được khoảnh khắc này. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội về hành động này của người đẹp. Theo như nội dung trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, một người phụ nữ được cho là người hâm mộ lớn tuổi đã chạy đến níu tay cô liên tục trò chuyện nói cười. Thế nhưng đáp lại, nam em chỉ gật đầu, không thèm ngoái nhìn vị fan này. Trên các diễn đàn, nam em nhận chỉ trích vì bị cho là có thái độ không thân thiện khi được khán giả lớn tuổi tương tác. Bên dưới đoạn clip, đa phần cư dân mạng đều bức xúc trách nam em không tôn trọng người hâm mộ, không hiểu mấy bác fan già đi đu idol bị coi thường vậy mà vẫn chạy theo. Con cháu đâu sao không cản, nhìn tội nghiệp bà quá, tội mấy bà gì, idol không thèm ngó mà vẫn cứ bám theo, nghệ sĩ nào cũng vậy, nổi tiếng rồi là quên khán giả nuôi mình. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bênh vực và tỏ ra thấu hiểu cho nàng hoa khôi. Bởi lẽ, thời điểm gần đây nam em liên tục gặp những trường hợp khiến cô phải đăng đàn tố anti-fan hãm hại nên chí ít đây có thể coi là hành động tự bảo vệ chính mình trước công chúng. Hơn thế nữa, có thể thấy người phụ nữ có hành động níu tay nam em khá chặt và điều này ít nhiều sẽ khiến cô nàng cảm thấy không thoải mái. Nhưng đáng khen cho cô là dù thế nào, gương mặt của người đẹp vẫn chẳng hề tỏ vẻ khó chịu. Chỉ là việc cố tình phớt lờ dễ gây hiểu lầm rằng cô không thân thiện với fan. Thời gian vừa qua, nam em khiến mạng xã hội dậy sóng bởi những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm cũng như cách cư xử với mọi người xung quanh. Mặc cho những thị phi bủa vây, thời gian vừa qua nam em vẫn thường xuyên hiện tại các sự kiện khi tham gia vào các chương trình âm nhạc. Trong những ngày đầu năm mới vừa qua, nam em đã có một buổi biểu diễn tại thành phố Cần Thơ. Hiện diện tại đây, người đẹp khiến ai nấy đều đổ dồn sự chú ý bởi bên cạnh giọng hát đầy cảm xúc, nhan sắc xinh đẹp của nam em đã thu hút mọi ánh nhìn. Đáng chú ý sau khi hoàn thành phần trình diễn của mình, nam em nhanh chóng trở lại hậu trường và rời sự kiện với sự tháp tùng của bạn trai cũng là chồng sắp cưới của người đẹp. Sau khi liên tiếp vướng ồn ào và bị chỉ trích trên mạng xã hội, nam em đã lên tiếng gửi lời xin lỗi tới netizen, em không nghe được những lời nói toxic, độc hại. Và theo khả năng tự vệ của bản thân em sẽ phản kháng lại những lời nói không đúng về mình. Em hy vọng nếu ai đang còn yêu thương em thì xin góp ý em một cách nhẹ nhàng, bình tâm. Vì có những thứ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ câu chuyện. Một lần nữa xin gửi lời xin lỗi chân thành vì quãng thời gian vừa qua em đã làm cho cả nhà phiền lòng. Và rất hy vọng thế giới luôn dịu dàng với em, để em có thể tiếp tục đi hát, tiếp tục phục vụ khán giả bằng giọng hát của em. Xin cảm ơn và xin lỗi. Bạn trai nam em hiện đang là quản lý, đồng hành cùng cô trong công việc và cuộc sống. Được biết, cặp đôi đã gắn bó bên cạnh nhau được khoảng 6 tháng. Trước đó, nam em từng tiết lộ cô và chồng tương lai dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4 năm 2024.